Chúng sinh tức là nước đông lại thành băng, Phật tức là băng tan thành nước. Bổn lai, nước băng là một thể tánh, nhưng hình tướng khác nhau, một là thể lỏng, một là thể cứng. Dùng băng phang lên đầu người thì có thể làm cho người chết, dùng nước tưới lên thân người thì chẳng làm cho người bị thương. Đây là nói ví dụ. Người chẳng tu hành mà nói mình là Phật thì không thể được. Bấy giờ các Bồ Tát bèn suy tư như vậy. Nếu Đức Thế Tôn thương xót chúng ta, thì xin nguyện Đức Thế Tôn tùy theo sở thích khai thị cõi Phật, Phật trụ, cõi Phật trang nghiêm, Phật pháp tánh, cõi Phật thanh tịnh, pháp của Phật nói, cõi Phật thể tánh, uy đức của Phật, cõi Phật thành tựu, Phật đại Bồ Đề. Lúc đó, những vị đại Bồ Tát có đức hạnh đều suy tư như vậy. Nếu như Đức Thế Tôn thương xót chúng ta muốn thỉnh Đức Thế Tôn từ bi, xin tùy sự ưa thích mà khai thị 10 vấn đề. 1. Cõi Phật như thế nào? 2. Phật trụ như thế nào? 3. Cõi Phật trang nghiêm ra sao? 4. Phật pháp tánh như thế nào? 5. Cõi Phật thanh tịnh như thế nào? 6. Pháp của Phật nói ra sao? 7. Thể tánh của Phật thế nào? 8. Oai đức của Phật như thế nào? 9. Cõi Phật thành tựu ra sao? 10. Gì là Phật đại Bồ Đề? 10 vấn đề này sẽ giải thích sau. Như 10 phương tất cả thế giới chư Phật Thế Tôn, vì thành tựu tất cả Bồ Tát, vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt, vì cứu hộ tất cả chúng sinh, vì khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả khổ não, vì biết rõ tất cả các hạnh, vì diễn nói tất cả các pháp, vì tịnh trừ tất cả nhiễm ô, vì vĩnh viễn đoạn trừ tất cả lưới nghi, vì dứt trừ tất cả hy vọng, vì phá tan tất cả ái trước xứ. Những vị đại Bồ Tát một đời bổ xứ có đức hạnh, các ngài suy tư 10 vấn đề ở trước rồi, lại nghĩ ra 10 duyên cố. Như 10 phương tất cả thế giới, tất cả chư Phật Thế Tôn, vì giáo hóa chúng sinh đều có 10 thứ đạo lý. 1. Vì thành tựu tất cả Bồ Tát, tất cả chư Phật đến giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh tu lục độ vạn hạnh, hành Bồ Tát đạo, sau đó thành tựu quả vị cho tất cả Bồ Tát. 2. Vì khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt, tất cả chư Phật 10 phương ba đời, tại sao phải giáo hóa chúng sinh hành Bồ Tát đạo? Vì không khiến cho chủng tánh của Như Lai đoạn tuyệt. Tại sao phải thành tựu quả vị Bồ Tát? Vì muốn khiến cho chủng tánh Như Lai tiếp nối mãi mãi. 3. Vì cứu hộ tất cả chúng sinh, tại sao lại khiến cho chủng tánh của Như Lai chẳng đoạn tuyệt? Vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh. Chúng sinh ở trong nhà lửa tam giới, nước sâu lửa bỏng, hoàn cảnh rất nguy hiểm, rất thống khổ. Cho nên Phật nguyện cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, phát tâm Bồ Đề, sớm thành Phật đạo. 4. Vì khiến cho các chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não, chúng sinh chẳng có an toàn, chẳng có an vui, vì chúng ba độc, khiến cho thân tâm điên đảo hồ đồ, suốt ngày túy sinh mộng tử, chẳng biết lìa khỏi cõi ô uế đời ác năm trược, lại chẳng biết tìm cõi tịnh, thường lạc ngã tịnh. Cho nên chư Phật Bồ Tát đảo giá từ thuyền để độ chúng sinh, vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não. 5. Vì biết rõ tất cả các hạnh, vì khiến cho chúng sinh biết tu hành để ra khỏi biển khổ, cho nên mới có 84.000 pháp môn, mỗi pháp môn đều thực tiễn. Chỉ cần chuyên nhất tu hành một pháp môn thì đều đến được bờ biển kia. 6. Vì diễn nói tất cả các pháp, Phật vì khiến cho chúng sinh vĩnh viễn lìa khỏi phiền não, biết rõ các hạnh, cho nên nói tất cả các pháp, khiến cho chúng sinh y pháp tu hành sẽ được thanh tịnh giải thoát. 7. Vì tịnh trừ tất cả tạp nhiễm, tại sao phải vì chúng sinh nói tất cả các pháp? Vì khiến cho tâm sĩ vọng tưởng, cuồng tâm dã tánh của chúng sinh ngừng lại, không sinh tất cả pháp nhiễm ô, quét sạch tất cả rác rến vọng tưởng, chẳng còn chút nhiễm ô nào. 8. Vì vĩnh viễn đoạn tất cả lưới nghi, trước hết tịnh trừ tư tưởng ô nhiễm, sau đó mới vĩnh đoạn tất cả lưới nghi. Nếu khởi tâm hoài nghi, đối với pháp của Phật nói, chẳng sinh tín tâm, có tư tưởng như thế, thì giống như bị lưới vây khốn, chẳng được tự do. Tự do đó là chỉ tự do chân chính, khống chế được sinh tử, chẳng bị vua Diêm La hạn chế. Tùy thời tùy lúc đều có thể vào Niết Bàn, đến đi tự tại, chẳng có chướng ngại. 9. Vì dứt trừ tất cả hy vọng, phàm là có hy vọng, tức là còn tâm tham, chẳng còn cầu gì nữa, thì chẳng còn tâm tham. Còn tâm tham thì còn chấp trước thì chẳng được giải thoát, cho nên phải dứt trừ tất cả hy vọng. Hy vọng khai ngộ, hy vọng thành Phật, đó cũng là vọng tưởng, mọi người nên nhớ. Chỉ cần tu hành, chẳng cầu hư vọng, do đó có câu,
chỉ hỏi trồng trọt, đừng hỏi thu hoạch. Đó mới là bổn phận của người tu đạo. Chẳng có tâm xí đồ mới có thể dứt trừ tất cả hy vọng. Phải có trạch pháp nhãn, phải đạo thì tiến, trái đạo thì lùi. Có nghĩa là hợp với đạo lý thì tiến về trước, trái với đạo lý thì thối lùi. Người tu đạo nên chú ý về điểm này. 10. Vì phá tan tất cả ái trước, trải qua vô lượng kiếp thời gian lâu dài đến nay, nguyên nhân người tu đạo chẳng thành Phật là vì chẳng phá tan được tất cả ái trước xứ. Ái trước xứ tức là nhìn chẳng thấu, buông xả chẳng đặng, có sự chấp trước. Nếu xả bỏ vợ hoặc chồng của mình cho người khác, hoặc đem con cái cho người khác, thì tức là tiêu diệt được tất cả ái trước xứ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng đem đất nước vợ con xả thí, một lòng một dạ đi tu đạo, cuối cùng công đức viên mãn mà thành Phật. Các vị ai có nghị lực như Đức Phật, dũng mãnh tinh tấn, thì người đó sẽ thành Phật.